Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của sĩ Z. Đồ này khá ok. Bạn kia không khá khỏe, không quá khỏe đâu nhưng này nghĩ là chơi được. Bạn chơi được em ơi. Ra cái đây đầu game cũng khá là khỏe. Đầu game có gặp truy hồn thì đẹp lắm, gặp truy hồn thôi chứ. Đầu game khá tự tin. Và thương lại hơi sợ này. Hơi căng. Bắt đáy à? Bắt đáy về đây à? Hơi căng em, hên xui. Hên xui chơi. Còn flo thì ngon. Vio bắn thường chắc hai phát thì chết con Amili bên kia. Còn quay sang bắn nốt một phát là con này à. Ok, đừng xin đôi là được. Ok. Em gặp bạn cầm thương này rồi này. Mai khả năng gặp bạn này và bạn này. Giờ đây lắm thì gặp thôi. Cầm thương không còn nữa này. Ta đi qua nhau à. Floor này xiên đúng không? Cần kéo floor đi. Floor. Rat này bắn chết con rat này. Con Flo kia khả năng nó xiên không chết con Amelie mình đâu, nó sẽ ổn máu lại. Nhưng mà Vio ulti ok, khá đẹp này. Ui, nó đấm mất rồi. Vio ulti một phát sớm là được. Một phát ok anh em ơi. Mười điểm anh em ơi. Phối hợp nhuần nhuyễn đấy. Hai bạn thử này. Trận này 4 đồ nên khả năng mình sẽ đánh thú anh em ơi. Thường chế độ 4 đồ hay đánh thú. Thường là vậy. Theo lý thuyết thì là vậy. Đồ xấu nhỉ. Khá là xấu anh em. Này chắc cho mình chọn lau thôi. Này bán đi tạm đấy. Xin này bán đi tạm đấy. Thú. Cho rat nhé. Đồ hơi xấu. Tưởng chưa phải quá đẹp, không có con floor ở đây chứ con floor nó cũng hoàn thiện hơn một chút.
Ghiôn thì khá đẹp này. Mong ra cái đồ gì đỡ đỡ gì anh em. Đồ này không đánh được game. Tạm được. Đồ đánh thêm được. Thêm chứ đánh gì ấy nhỉ? Ám thì cân nhắc chưa chắc là anh ám được cho đánh thú anh em. Shelby Company Limited. Con này xin luôn này. Đo hai đồ này đi. Thôi bạn để thương không? Thương thì chắc mình sẽ cho con tu này. Con Vio đi. Thử bắt con Vio đi. Thử bắt Vio. Bạn bỏ cuộc này. Lốc sớm này. Đã ok ta. Mạng trời mưa bão hơi lắc lác này anh nhỉ. Ai thương bạn đấy à? Được anh em ơi, hai thương bắt đáy được đấy. Thương bắt đáy thì hai con này sẽ đi hoặc hai con này sẽ đi. Nói chung đi hai con này đều được, con Vio mình sẽ đứng sang góc bên này khá là an toàn. Khá ổn. Khá ổn anh em ơi. Sớm, lúc còn ba đồ kia cũng ok, không có vấn đề gì. Hai mươi sáu, 24 lên 24 lên một tướng nữa luôn đâu nhỉ, lên một tướng nữa giữ chuỗi thắng nhỉ. 24 trận thắng là sau 18 vàng lên luôn cũng được. Lo lại chăng chăng phát luôn phát giữ đang giữ chuỗi thắng rồi anh em ơi. Kéo bên kia gánh nhé. Xin phát được không? Ok nha. Giữ được chuỗi này anh em ơi. Thế đấy. Này lên 7 sớm ấy, chuỗi thua. Kiệu lên 7 sớm nha. May mình không thua này, này chắc vừa đến 7 sớm rồi có tiền rồi. Lạ nhỉ. Chắc tướng nó không ngon bằng tướng mình nên là mua rẻ rẻ hơn. Long 2. Thế bây giờ chắc lên một con floor 2 nữa, một cái Genoman tiếp thôi. Genoman tiếp cho đến khi nào mà mình chán thì không. Which is not yet. Đồ này cũng đang chơi chơi game đâu. Đồ này chơi game mà lón. Chắc khi nào mất cái chuỗi thắng này thì mình sẽ cho Malok các thứ thú tiếp vào nhé. Không cứ chơi cứ chơi. Ô còn nó 6 bạn này. Người bỏ game. Người bỏ game vậy. Này đã chuyển con thú này. Con Vera 2. Vera
Chưa có gì lắm tướng xấu nhỉ. Ngọc đại anh em ơi. Đại thì hơi kỳ nhỉ. Không phải không chơi được. Đại pháp sư. Gì nhỉ? 100 này, 25 này, 25 này, 55 này, 55 này cộng với cả 62. Đánh thưởng một phát, hai phát thì đấy sẽ ulti anh em ơi. Malok. Một phát đánh thường này. Nhảy luôn này. Cầm lặng này. Ok. Bạn này có chuỗi dài phết này. Không ăn thua của mình. Thú hai teo. Ám giờ trận này mình đánh ám được đấy, nếu mà có thương là có thêm một cái đồ với mana nữa. Cân nhắc ám được gì lại con này về đi. Thương này, ê nhưng mà truy hồn này, ê nhưng mà thương nè. Ê nhưng mà truy hồn nè. Bây giờ đánh hạ ám anh em ơi. Rồng còn 10 con. Có thương không? Hắc ám nhỉ, mình muốn lấy. Bạn này sắp đi, không sợ. Này yếu, này thương đáy, thương nhiều thương lắm anh em ơi. À, nhiều thương này chúng ta sẽ chơi thú đi. Cái hai thương khó để bắt bạn ấy lắm. Có thể bắt bạn này, bắt chẹt bạn ấy lắm. Kiểu có thương mình sẽ khó còn chôn con rồng mình hơn. Chơi thú thì còn chôn đỡ khổ hơn. Này xin đôi. Ok, chơi là một khả năng mất chuỗi ở đây rồi. Mất chuỗi ở đây rồi anh em ơi, còn floor 2 khỏe quá, mình chẳng có floor 2 nào, bạn này floor 2 hay kết mình hồi máu như điên. Chị. Magic pervades everything. Shall I compare thee to a summer's day? Man bỏ từ hơi sớm rồi nhỉ. Xin tưởng tin tiếp đi. Tin một chút đi. Shall I compare thee to... Tại giờ chưa có con tướng nào để mình chơi. Hai con teo bắn. Bắn thẳng. Lau mình ulti đẹp này. Ok, mà lúc nhảy được. Crack 2 trông điên phết em ơi. Xiên. Chết. Đau ulti, bio ulti. Bắt luôn. Hoặc là rồng à? Hay chứ hắc ám nhỉ? Chuyên đắc 2 này. Nó sớm. Rồng bao nhiêu con? Con cát sớm à? Cát sớm thì mấy bạn này nhót rồi. Này kiếm con ma tộc nốt này. Đỡ thật. Íp cho vào. Okay. Con cát bây giờ mình cũng không chưa muốn chơi lắm vì chưa có đồ cho con cát anh em. Chưa có đồ gì cho con cát luôn ấy. Chính xác không có đồ gì luôn ấy. Ma lốc thì mình cũng mang ma lốc 1, nó hơi quèn. Rồng cũng chơi đâu, rồi anh bỏ luôn thôi mà nghĩ nào lại tiếc. Tiếc tiền. Lên 9 hay là lên con ma lốc 2 nhỉ? Ôi rồi, đằng này bỏ hết được rồi này. Tự tìm bỏ hết luôn anh. Thế đã. Đi thú này.
Yon. Mà chơi Yon trận này à? Chơi Yon được không nhỉ? Không, nãy giờ tôi lấy Yon rồi. Con ma tộc còn lại đâu ấy nhỉ? Ma tộc còn lại đâu ấy nhỉ? Yon cầm đồ. Tám chắc là đánh bốn thú. Kẹp con Yon trông hơi buồn cười nhỉ. Đồ Yon cũng không phải quá đẹp. Xem ra đồ gì nhá, không đánh Yon. Anh thả cho con tạm. Vâng, kiếm nốt Vera đấy nhá. Tự tin là mình sẽ có con Vera đó. Nhưng mà mình cũng chưa thấy con Vera đâu đâu. Vera đâu ấy nhỉ? Lock 2. Ê thề, không có Vera là cũng hơi buồn cười ấy nhá. Đây. Ok, quét này. Mà lốc đi. Nhọt 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 nhọt. Vera cầm chi hồn trông hơi buồn cười thôi. Này. Vera cầm cái này. Chơi. Trông hơi buồn cười nhỉ. Đánh bằng ma lốc thôi anh em ơi. Không biết đánh bằng đam gì nữa. Mà lộ ăn choáng kìa đen hết. Còn cát ăn choáng, hàng teo là khỏe quá. Làm gì được. Ui, không nhảy phát cuối. Cầm máu thôi anh em ơi. Cầm máu lên vòng 9 thôi. Cần thêm đồ, cần thêm tướng. Cần một con ma lốc 2 nữa, cần hai con ma lốc 2 anh em ơi. Là mình roll thêm một tí nữa lên lấy hai ma lốc 2 chơi dễ. Thánh đồ này e vừa bán xong. Không có thách thánh rồi. Ma lốc này mình cần gánh này. Gánh này cho ma lốc bên kia. Này cho ma lốc đi. Ma lốc cần team. Không ai có Yon mà anh em. Đang ma lốc cần hai team thì con cát đứng giữa này. Cát đứng sau đi. Hai thương là mình cũng không chạy được. Để này chơi. Hai thương hai bên. Được cái trận này không có Yon em ấy, nên là bên ma tộc cũng yên tâm. Chúng ta cũng khá yên tâm. Cái cũng nhiều. À có một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn. Mình thứ ma tộc thì uy tín rồi. Teo cũng không sợ lắm đâu. Thứ tí nữa teo mình để ma lốc ở giữa cũng ngớ giết liền. Nhưng von cát mình lại phải có đồ lên 9. Von cát mình đang hơi lọc. Đây có thể để này ra giữa này. Là con teo sẽ bị gần như là khắc chế này. Con teo này sẽ bị khắc chế. Con teo này thì hên xui. Mình sợ bạn thú nhỉ, mình đang hơi sợ bạn thú. Cắt lên đằng sau đi. Bắt được con phong cắt mình lên. Cắt mình đánh thường hai phát này. Xong rồi nhảy này. Ui không kịp nhảy, đen. Hai nhảy, ok. Ba nhảy. Đang trong con cát đứng lên trên cao một chút được. Dính thì đam. Mà cái trò này quan trọng cho con ma lốc á. Cần ma lốc nhảy được. Cát này thì quan trọng không quan trọng bằng. Mình gặp bạn nào nhỉ? Bạn gặp bạn thương bắt đây không? Bạn này thì cũng bình thường. Teo ma tộc. Teo ma tộc không sợ lắm đâu, ma lốc mình đứng thẳng mặt ngon đấy luôn. Dầu mày thổi không sợ. Chứ mua nhiều bạn mình sợ lắm.
Ok, mà lốc mình xuống cân hết này. Dính truy hồn nữa. Ai nhỉ? Hai mà lốc này cần tin thừa sức này em. Dính truy hồn. Còn chưa đặt ngưỡng sức mạnh Mark 3 rồi anh em ơi. Mark 3 đấy. Xong chắc mình ghép thành con Lily hoặc con Thane làm gì đấy nhỉ. Bây giờ mình muốn xem lại xem mana này đủ không. Xem thử cái này xem thế này được nhé. Thử cái này phát. Nhưng mà cơ mặt thì kia Mark 7. Thử này phát ra xem có Mark nhảy được sớm sớm không nhé. Nếu mà không thì mình sẽ lắp lại cái con chương hải thần cho con Mark. Nếu không thường với huấn trường hải thần thì tí nữa mình ném cho mình con thêm cũng được hay sao đấy. Cần huấn trường hải thần ấy nhỉ. Huấn trường hải thần con hơn. Xem nó thuộc làm gì. Sẽ công ty nhiều hơn em. Đồ kia cho Maluk là cũng gớm gớm rồi. Maluk 3 4 đồ. 4 đồ đấy cũng xịn. Chắc kẹt thêm Lily à. Nghĩ là kẹt thêm gì nữa. Đi đi lấy sách thánh và con cá. Hay kết à? Hay kết cũng ngon. Hay kết cũng là một con ngon ngon đấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn 6 thú nữa. Kết cho Maluk chiều cho Vera này đủ cho quét à như Vera đánh sáu thú khá tí này mình muốn đánh sáu thú nữa em gì muốn đánh quét nộ nó phát này. Thú cũng quan trọng. Thêm một tướng nữa mình thêm một con Maluk nữa thôi. Con lúc mà chưa có Maluk 3. Hai Maluk. Đặt lại đồ trong Maluk 1 2 3 4 5. Nghe cái sao mình kia chưa ổn ở giữa. Hai choi nè. Đặt mệnh ngon mà. Thì hai choi em ơi, hai choi quan trọng. Này sẽ tại đâu Maluk bên cạnh nhé. Cái này là Maluk bên cạnh cho này cho Maluk chính đây là chi hồn Maluk chính cái hai đi li li cũng khoái nhưng mà mình sẽ khoái Maluk này trước nhé đó Maluk này đứng chơi trước red hai ba đồ gì đấy câm lặng với cả bùng nổ câm lặng đi bùng nổ này chắc cho con này trông hơi buồn cười nhưng mà chấp nhận được. Lily giữ lại nhé. Mình giữ lại tí nữa mình chơi. Mà lúc này không gần như không làm được việc bằng. Phú em mà có cảnh điên phết nhỉ. Điên rồi ấy nhỉ. Urami à. Tóc điên hết. Thì chờ Maluk 3 thôi. Sẵn sắp rồi này. Thêm. Ê thêm được nhá, anh em khá nhiều đồ. Thêm được. Nhưng mà tí nữa nhá, quên đấy. Quên thêm. Maluk. Maluk. Ura mình vừa gặp rồi đúng không? Bây giờ gặp bạn này. Thì bắt đầu đứng sang bên này một chút đi. Thì mình chết nhanh ấy. Mà lúc là mình nhảy khá đẹp ấy nhưng mà
Suy nghĩ chết hơi nhiều hơi nhanh. Mình muốn thêm này. Thêm Ura, Ura lại thắng này. Giờ lại gặp Ura, Ura tiếp. Malok mình, bây giờ mình muốn con Malok mình nó cân kèo với con Nakot mình nó cũng quay lại đánh cái đánh Nakot hay sao đấy, hoặc là Von Cát. Von Cát thì ra hơi sợ Nakot đấy. Malok đây rồi, Malok 3 rồi. Thế thì mình sẽ bỏ con thêm này đi này. Đập lên Malok 3 này. Xử hết xử tiền anh em. Kết cho thêm nhé. Hết tiền anh em ơi, hết tiền rồi, tôi hết tiền rồi. Cát thêm này, còn lại đi. Quan trọng. Cái này con này chính truy hồn thì coi như đi rồi. Xác định. Này đi rồi. Xác định. Khỏe quá anh em. Mà lúc còn gánh. Này chưa đi. Căng. Đổi chắc mình chờ truy hồn cho kia. Xuống ta lên. Đồ ngon nhỉ. Chất bùng nổ cho thêm này. Thêm mình lấy chỗ bùng nổ của ta. Mà lốc này nhảy được luôn nên là anh em cứ để lên đầu nhé. Để lên đầu nó còn né đam cho anh em. Thẳng né đam chẳng làm gì đâu, mình muốn chết thú nhưng mà né đam thì hay ho thôi, chẳng làm gì. Tại sao không né đam? Lên 2. Lên 2. Vẫn chưa ngải thần nữa cho con thêm được. Vera. Đúng, dồn đầy sẽ là sướng. Uso. Nhưng mà không không giết được con cát này cũng hơi buồn cười nhá. Giết con cát cũng hơi buồn cười nhá. Đi luôn một con ba lớp 3 mà đi 10 à mới 10 máu. Bao nhiêu máu thôi? Vera 2 này. Von Cát này. Không đỡ thật, tôi nhận ma lớp 3 khỏe thật. Sức mạnh tối cao, trời ơi. Còn cứ đố rồi không sao xấu chứ. Sao đố đây. Vậy thôi em ơi, mình đã kết thúc rồi. Anh em thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.